thú vị cuộc thi lướt sóng cho các chú chó. Những chú chó được mệnh danh là bạn tốt nhất của con người có thể làm nên nhiều điều phi thường khiến chủ nhân phải bất ngờ. Đáp lại tình cảm ấy, các chú chó tại Mỹ đã được tổ chức cuộc thi lướt sóng đầy thú vị bên cạnh người chủ của mình. Và rõ ràng, những vận động viên lướt sóng bốn chân này có lẽ không thể chờ đợi để thể hiện kỹ năng của mình trên các tấm ván. Một số vận động viên lướt sóng đáng yêu nhất của California đã tham gia cuộc thi để quyên góp tiền cho vật nuôi tại trung tâm động vật Helen Woodward. Surf Dog, Surf A Thon là cuộc thi lướt sóng hàng năm được tổ chức tại bãi biển Del Mar Dock, California, Mỹ. Năm nay là lần thứ 16 cuộc thi được diễn ra với sự tham gia của khoảng 50 cặp đôi. Những chú chó sẽ tham dự cuộc thi cùng với chủ nhân của chúng và có một hội đồng giám khảo chấm điểm. Đó là những người yêu thích, đam mê lướt sóng. Những chú chó tham gia được người chủ chuẩn bị trang phục đầy đủ, đẹp mắt. Những bộ tuxedo thể thao, kính râm, đồ vest và các trang phục lễ hội khác. Cặp đôi vô địch giành danh hiệu lướt sóng xuất sắc nhất được đánh giá dựa trên độ sáng tạo, cách điều khiển, kỹ thuật sóng, sự nhiệt tình và tự tin trên ván lướt. Ban giám khảo sẽ tìm ra những cặp đôi giành vị trí nhất, nhì và ba cho mỗi hạng cân. Sau đó, những cặp đôi giành hạng nhất sẽ đi tiếp vào trận chung kết để tìm ra chiến thắng cuối cùng. Jessica Goko, trung tâm động vật Helen Woodward cho biết: "Thật tuyệt vời thấy mọi người ở đây, họ hạnh phúc biết bao. Tôi nghĩ chúng ta cần một ngày vui vẻ như thế này sau một thời gian dài." Michael Willis, người tham gia cuộc thi lướt sóng cùng chú chó của mình cho biết: "Anh rất vui sướng khi tham gia sự kiện này. Chúng tôi đã làm rất tốt. Chúng tôi muốn có nhiều niềm vui nhất có thể, cảm giác như đang cưỡi trên đỉnh thế giới." Helen Woodward là trung tâm động vật nằm ở California, Mỹ. Trung tâm này đã đứng ra tổ chức 14 chương trình độc đáo để gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận. Số tiền quyên góp từ cuộc thi này nhằm mục đích chăm sóc những chú chó cần giải cứu. Thank you.